Thế hệ cảm biến và bộ vi xử lý thế hệ thứ 5 đã mở ra cho Fujifilm một con đường đầy tươi sáng. Không chỉ là cảm biến 40 megapixel X-Trans CMOS 5 HR có độ phân giải cao nhất thế giới trên cảm biến APS-C để thể hiện các chi tiết ảnh tốt hơn, quay phim phân giải lên tới 8K, mà bộ vi xử lý thế hệ thứ 5 đã rất mạnh, giúp nhiều người lo ngại tốc độ lấy nét trên các máy ảnh Fujifilm trước đây có thể quẳng đi được một gánh nặng. X-Processor 5 là một chip đồ họa rất mạnh, được phát triển dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, giúp nhận dạng được nhiều loại chủ thể khác nhau cực nhanh để hoàn thiện khả năng và tốc độ lấy nét, mạ hóa chuẩn nén H265 và ghi hình theo thuật toán F-Log2, v.v. Kể từ X-Summit New York City 2022 ra mắt chiếc X-Sat2, Fujifilm liên tiếp tung ra các máy ảnh APS-C mới dựa trên nền tảng này như X-Sat2S, X-T5, XS20, X100 Mark 4 và mới đây nhất là giữa tháng 5 vừa qua tại X-Summit Sydney là chiếc XT50 cùng với chiếc lens XF16-50mm. Tôi may mắn được trải nghiệm bộ gear này tương đối sớm và muốn chia sẻ những vấn đề cốt lõi nhất của cả hai thiết bị này trong chỉ video ngày hôm nay. XT50 vẫn được kế thừa những tính năng cốt lõi nhất từ XT5, gồm cảm biến phân giải cao, bộ vi xử lý thế hệ mới, hệ thống chống rung IBIS và khả năng quay phim tới 6K. Cảm biến thế hệ thứ 5 giống người Anh XT5 có độ phân giải tới 40,2MP và hãng nói rằng sẽ không ảnh hưởng tới tỷ lệ tín hiệu trên độ nhiễu. Độ phân giải cao như thế này sẽ lợi thế cho những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp phong cảnh để có thể in ra được những bức ảnh khổ lớn hơn, ảnh quảng cáo cho những sản phẩm cần độ chi tiết cao hơn, v.v. Nhưng đổi lại là những file ảnh có kích thước lớn gấp rưỡi thế hệ trước, với file RAW không nén khoảng 80MB so với 50MB trước đây. XT50 là chiếc máy hạng trung, hàm ý cho những người dùng bán chuyên, nên thực sự không cần thiết tới mức phân giải này. Tính năng Digital Teleconverter, tức là phóng to kỹ thuật số với hai tỷ lệ là 1,4x và 2x chính là một tính năng thêm vào để tận dụng độ phân giải cao của cảm biến. Chúng ta có thể nhân tiêu cự để có tỷ lệ phóng đại trên các file JPEG, nhưng trên file RAW thì không, vì sau khi chụp file RAW theo tiêu cự quang học, máy sẽ tự động hậu kỳ để crop theo tỷ lệ phóng đại, nên ảnh sử dụng tính năng này sẽ có độ phân giải thấp hơn theo tỷ lệ phóng đại. Bộ vi xử lý thế hệ thứ 5 cũng giống đàn anh XT5 được hãng công bố có tốc độ xử lý gấp đôi thế hệ trước, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo. Điều này được chứng minh dễ dàng bởi khả năng lấy nét cực kỳ nhanh so với thế hệ vi xử lý thứ 4, đặc biệt là khả năng nhận dạng khuôn mặt người và các chủ thể khác như động vật, chim, ô tô, xe máy, xe đạp, máy bay và tàu hỏa, dù các chủ thể này rất nhỏ và di chuyển rất nhanh. Một số người chê khả năng lấy nét của Fujifilm nói chung, thì thế hệ thứ 5 này đã quá mạnh và chỉ còn phụ thuộc vào tốc độ lấy nét của ống kính nữa mà thôi. Chip xử lý đồ họa mạnh cũng giống như các chip đồ họa mạnh trên máy vi tính, sẽ tỏa một lượng hơi nóng rất lớn và cần quạt tản nhiệt riêng, nên các máy ảnh sử dụng chip đồ họa này như XT50, XT5 sẽ rất nhanh bị nóng. Dòng máy XT tuy là dòng máy đa năng nhưng vẫn thiên về chụp ảnh với màn hình LCD lật nghiêng, nên hiện nay chưa có biện pháp tỏa nhiệt hữu hiệu như trên các dòng máy thiên hướng về video hơn như XS2, XS20 với màn hình lật ra ngoài để có thể ốp quạt tản nhiệt vào thân máy. Thêm một lợi ích của bộ xử lý này là nó có khả năng giảm lượng tiêu thụ điện đầu vào, nên hãng vẫn sử dụng viên pin cũ VDUP126S để thân máy nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo thời lượng sử dụng lâu hơn các máy thế hệ thứ 4 trở về trước. Tôi không có biện pháp đo đếm thời lượng này một cách chính xác, nhưng cảm quan sử dụng trong 3 ngày liên tiếp cho thấy thời lượng pin kéo dài hơn đáng kể, đâu đó khoảng 15% so với thế hệ máy trước đó mà tôi thường sử dụng như XT3 và XT2. Hệ thống chống rung cảm biến IBIS 50 bù rung tới 7 stops giúp chúng ta chụp cảnh tĩnh ban đêm với tốc độ rất thấp để ISO không quá cao, giúp ổn định hình ảnh khi chụp với những ống kính có tiêu cự siêu tele
và đặc biệt có thể giúp những cảnh quay phụ cầm tay mà không nhất thiết phải cần tới gimbal. Fujifilm X-T50 được tung ra với một giả lập màu phim mới là Realize. Theo quan sát của cá nhân tôi, không có gì thật đặc biệt. Realize gần giống như giả lập Provia, không có sự điều chỉnh màu sắc nào đáng kể, trừ việc tạo ra tương phản cao hơn, màu cam đỏ sáng hơn và màu xanh lam đậm hơn. Là đàn em của X-T5 cao cấp nên X-T50 bị cắt giảm một số tính năng gồm: khả năng chụp liên tiếp tốc độ cao với màn chập cơ học bị giảm đi một nửa, chỉ còn 8 khung hình trên giây so với 15 khung hình trên giây, nhưng vẫn tương đương với đàn anh thế hệ trước như X-T3 và vẫn đủ dùng trong đa số các tình huống cơ bản. Một loạt các tính năng khác định hình sự khác biệt giữa các thân máy trung cấp khác như X-T5 so với các dòng máy cao cấp là máy không có khả năng chống chịu được thời tiết. Chỉ có một khe cắm thẻ nhớ đặt cạnh ngay pin nên dễ bị nóng lan so với hai khe cắm thẻ nhớ có tính dự phòng cao và không nằm cạnh pin nên an toàn hơn. Màn hình chỉ lật được hai chiều nên chúng ta sẽ gặp khó khăn khi chụp máy dọc ở vị trí máy cao hoặc thấp hơn tầm mắt so với khả năng lật 3 chiều trên dòng máy cao cấp. Ống ngắm điện tử IVF vẫn giữ ở kích thước 0,39 inch với phân giải 2,36 triệu điểm ảnh như thế hệ trước, so với 0,5 inch với phân giải lên tới 3,69 triệu điểm ở các máy cao cấp. Thiết kế thân máy X-T50 vẫn giữ được những nét cổ điển của các máy ảnh chụp phim nhưng được bo tròn hơn ở góc, thuôn nhỏ lại ở phía trên, bao gồm cả các vòng xoay bên trên, và phần báng cầm cho ngón cái rộng hơn nên có độ bám tốt hơn. Vòng xoay bên trái trước đây để chọn các chế độ chụp, nay chuyển thành vòng xoay các giả lập phim. Có vẻ như hãng đang cố gắng định hướng những người sử dụng máy tầm trung, tập trung vào sử dụng màu sắc với file JPEG ăn liền. Nên câu khẩu ngữ của X-T50 là My Experience, My Color là dễ hiểu. Mặc dù được tích hợp cả đống công nghệ mới nhất của thế hệ thứ 5, nhưng X-T50 vẫn duy trì được một kích thước nhỏ gọn như các máy X-T2 số trước đây, và thậm chí chiều dài thân máy còn ngắn hơn chiếc máy ảnh compact cao cấp X100 đời 6. Giá công bố của X-T50 lên tới khoảng $1,400, tại Việt Nam khoảng 35 triệu, và chỉ kém người Anh X-T5 có $300, cao hơn khá nhiều so với người tiền nhiệm X-T30 đời 2 ra mắt vào mùa thu năm 2021 với giá là $900. Máy nhỏ đẹp nhưng vẫn rất nhiều công nghệ, sẽ phù hợp với các bạn nữ, những người thích gọn nhẹ và du lịch, và ngay cả những nhiếp ảnh gia không thường chụp với những môi trường khắc nghiệt hoặc các chủ đề động vật hoặc thể thao chuyên nghiệp. Ra mắt cùng với X-T50 là chiếc ống kính zoom tiêu chuẩn dòng trung cấp XF với mục tiêu làm mới chiếc siêu kit thần thánh XF 18-55mm f2.8-4 đã 10 năm tuổi để có mức phân giải cao hơn và phù hợp với thế hệ cảm biến phân giải cao thế hệ thứ 5. Đó là chiếc ống kính zoom trong giống kiểu XF 10-24mm, hai khẩu nhỏ, nhẹ nhất trong các ống kính zoom XF với chỉ khoảng 240g so với trọng lượng 310g của người tiền nhiệm. Giải tiêu cự 16-50mm giống y chang một chiếc ống kính sơ cấp XC 16-50mm f3.5-5.6 OIS ra mắt đầu năm 2015. So với chiếc siêu kit, đầu rộng có tiêu cự rộng hơn là 16mm, tương đương với các tiêu cự tiêu chuẩn đầu rộng 24-70mm trên các ống kính full frame, và vẫn giữ được khẩu độ mở lớn f2.8 nên vẫn có thể tận dụng sử dụng tốt trong chụp tối ở tiêu cự này. Nhưng tỷ lệ xuất khẩu nhanh hơn là f4.8 tại tiêu cự 50mm nhằm mục tiêu có được thân ống kính nhỏ và nhẹ hơn. Thêm một thành tố nữa giúp chiếc ống kính này nhỏ và nhẹ hơn là loại bỏ hệ thống chống rung OIS, vì các thế hệ thân máy gần đây đã được tích hợp hệ thống chống rung cảm biến IBIS nên OIS trên ống kính không còn thật cần thiết nữa. Bù lại, ống kính được trang bị khả năng chống chịu thời tiết. Ống kính sắc nét, tốc độ lấy nét rất nhanh với công nghệ LM, đáp ứng tốt với khả năng lấy nét quá nhanh của cảm biến và vi xử lý thế hệ thứ 5. Đặc biệt, ống kính cho khả năng lấy nét khá gần với 24cm ngay tại đầu tele 50mm, giúp tỷ lệ phóng đại đạt 0,3x so với khoảng cách 40cm đầu tele của siêu kit và chỉ đạt tỷ lệ phóng đại là 0,15x.
Giá bán công bố của ống kính này từ các đại lý tại Việt Nam hiện nay là khoảng 17 triệu rưỡi, cao hơn gấp rưỡi so với siêu kit đóng hộp đen rời chỉ khoảng gần 11 triệu đồng. Trong đôi ba năm gần đây, theo nhận định của tôi, Fujifilm đã rất nỗ lực phát triển về công nghệ để đạt tới mặt bằng chung của công nghệ nhiếp ảnh thế giới, trong khi liên tiếp ra mắt các thiết bị mới mà vẫn giữ được các dáng vẻ cổ điển đầy mê hoặc. Điều đó cũng đã thu hút được một lượng khách hàng chuyển dịch từ các hãng lớn có truyền thống khác sang, nên có vẻ đã gây ra một số mẫu máy quá nóng và sản xuất không kịp với nhu cầu. Do đó, việc định giá thiết bị gần đây cũng bị áp lực và cao lên khá nhiều và tạo nên một mặt bằng giá mới cho toàn thị trường thiết bị Fujifilm ở Việt Nam nói chung, kể cả các thiết bị đã qua sử dụng. Cảm ơn đại lý Giang Duy Đạt đã cho tôi mượn bộ thiết bị để trải nghiệm, để có thể chia sẻ những đánh giá trong video này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và tạm biệt các bạn.